Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục trở lại gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và tôi mong đây là một câu chuyện hay, ý nghĩa để cô chú anh chị lắng nghe cũng như là chia sẻ, bình luận về câu chuyện này. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị cùng các bạn gần xa lúc nào cũng luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp ý kiến cho kênh của tôi. Và sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Gom hết 150 cây vàng và dứt một sợi tóc của con trai tôi đặt vào tay mẹ chồng và nói một câu với bà, rồi kéo vali đi thẳng khỏi ngôi nhà tiền tỷ ấy. Tôi muốn họ phải hối hận và ân hận về cách cư xử ngày hôm nay. Ngày tôi lấy anh, ai cũng trầm trồ khen ngợi, mỉa mai rằng tôi giỏi khi úp sọt được đại gia và sinh con ép anh cưới thế này. Cưới thì có đến tận gần 20 chiếc xe hơi đắt tiền về quê rước dâu. Chưa kể của hồi môn mà bố mẹ chồng cho thì cứ phải gọi là đeo nặng cả người khi khoác hết 150 cây vàng, đủ loại dây chuyền, nhẫn, lắc tay, các kiểu chứ. Nhà chồng cứ thích thể hiện, khoe mẽ mình là đại gia thứ thiệt, hào phóng cho con dâu như thế, bảo sao thiên hạ không hết lời ca tụng rồi ghen tị với tôi cơ chứ. Thực chất tôi cưới anh là vì yêu chứ không phải khối tài sản khủng đó. Đã rất nhiều lần trước khi cưới tôi đòi chia tay anh vì gia cảnh giữa hai gia đình chênh lệch nhau quá lớn. Tôi sẽ tự mình nuôi con và không cần anh trợ cấp gì hết. Tôi không muốn đứa bé rằng buộc và ép anh phải cưới tôi. Tôi bằng lòng với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân và không hề oán trách gì anh cả. Với tôi, tình yêu là sự tự nguyện chứ không phải là ràng buộc, níu giữ nhau chỉ vì anh lỡ làm tôi có bầu và sinh con ra như ngày hôm nay. Nhưng chính anh đã khóc lóc cầu xin tôi được cho anh làm chồng, làm cha. Anh bảo yêu mẹ con tôi và chỉ cưới duy nhất tôi làm vợ thôi. Chính những điều đó anh đã khiến tôi gạt nước mắt ôm con về làm dâu nhà giàu. Tiệc cưới kết thúc, tôi phải nhờ chồng đưa lên phòng để tháo hết chỗ vàng ấy ra. Nó khiến tôi muốn xỉu vì quá nặng đến mức muốn vứt hết đi cho nhẹ cái thân. Tháo bỏ hết chỗ vàng ấy, tôi liền xuống nhà bế con trai mới sinh được 5 tháng lên phòng cho nó bú. Nhìn nó vừa ngủ vừa bú mà tôi rớt nước mắt thương con. Không biết quyết định kết hôn này có mang lại hạnh phúc cho mẹ con tôi hay không, khi mẹ chồng lại quá ghê gớm và thích soi mói chỉ chiết con dâu bằng mọi cách. Sau đêm tân hôn ngọt ngào với chồng, tôi nhờ anh trông con để mình đi chợ về làm bữa sáng cho cả nhà chồng. Thấy tôi xách lạt về, mẹ chồng đứng khoanh tay ở bếp lườm nguýt rồi đá đổ cả lạt thức ăn tôi mua về ra đất mà nói: cô định mua cái thứ rẻ tiền bẩn thỉu này về cho nhà tôi ăn rồi vào viện hết hả? Nhà này giàu ăn toàn cao lương mỹ vị chứ không ăn đồ cho lợn cho chó như cái ngữ nhà quê của cô đâu nhé. Tôi đuổi việc ô xin rồi, từ giờ cô sẽ thay nó làm con ở nhà này mà cấm được oán trách gì. Vì thằng Hào nên tôi mới chấp nhận cô làm con dâu ấy. Còn số vàng kia nếu cô bán hay cho ai một chỉ nào thì chết với tôi đấy. Loại con gái quỷ cái, ngủ chán chê với thằng nào rồi ôm con bắt đền con trai bà để chiếm đoạt tài sản ngôi nhà này sao? Đừng hỏng nhé. Khi nào tôi còn sống, tôi sẽ khiến cuộc sống của cô trở thành địa ngục. Sao mẹ cứ có ác cảm với con thế ạ? Con cũng là con người, con có danh dự và phẩm tiết của mình, xin mẹ đừng lăng mạ con bằng những lời đó. Đúng, con nhà quê thôi mẹ ạ. Nhưng người nhà quê của chúng con sống với nhau bằng cái tình chứ không cạn nghĩa với nhau đâu. Nếu mẹ đã không chấp nhận con sẽ ra đi.
cô mà dám, tôi thách đấy. Gạt nước mắt tủi nhục vì những lời mẹ chồng nói, tôi đi thẳng lên phòng gom hết 150 cây vàng hôm qua bà cho, và dứt một sợi tóc của con trai để trong túi bóng nhỏ, rồi bế con xuống nhà tìm mẹ chồng. Thấy mẹ chồng đang ngồi xem tivi, tôi liền đặt số vàng ấy và sợi tóc của con trai vào tay bà, rồi giọng giạc bảo với mẹ chồng rằng: con trả lại số vàng mẹ đã cho ngày hôm qua. Mẹ hãy mang sợi tóc của Kubi đi xét nghiệm, rồi sẽ biết con có bắt anh ấy đổ vỏ hay không. Chào mẹ, con đi. Bế con kéo vali đi thẳng ra khỏi ngôi nhà giàu có, nhưng không có tình người đó, tôi bắt xe về quê với bố mẹ mình. Nhắn tin cho chồng về chuyện này, tôi xin lỗi anh và quyết định không quay lại với chồng nữa. Với tôi, được làm vợ một ngành như thế là quá đủ rồi. Giờ là lúc tôi phải tự cởi trói cho mình và chứng cho mẹ chồng và mọi người thấy không có tiền của nhà chồng tôi vẫn nuôi con được. Mai này con lớn lên, dù cho thế nào tôi cũng nhất quyết không cho nhà chồng nhận cháu. Tôi muốn họ phải hối hận và day dứt suốt đời vì đã đối xử khinh mẹ con tôi. Nhất định tôi sẽ làm thế dù cho tôi có phải chịu tiếng ác. Vâng, thưa các bạn, một câu chuyện mà người phụ nữ, người con dâu đã chia sẻ lại cuộc hôn nhân đầy nước mắt của mình. Tình yêu muôn thuở, chuyện nghèo và giàu, môn đăng hậu đối. Các bạn biết rồi, hai người yêu nhau và đã có con trước. Khi cưới, mẹ chồng cho đến 150 cây vàng, tưởng là của hồng môn. Nhưng mà khi về đến nhà thì bà lại nói những cái tiếng nặng, tiếng nhẹ, soi mói con dâu, khinh bỉ con dâu, còn nói đổ lỗi cho con dâu là có thai với người khác, rồi bắt con trai bà đổ vỏ. Và không chịu nổi được cái cảnh như thế này, cô ta đã quyết định trả lại hết số vàng cho mẹ chồng và dứt một sợi tóc của con trai để cho bà đi xét nghiệm ADN có phải là cháu đức của là cụ bà hay không. Và cô ta xách vali trở về nhà mẹ đẻ của mình, không bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa, dù mới cưới chỉ có một ngày. Quá đau lòng cho cô ta. Và tôi cũng rất là cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn đồng hành ủng hộ kênh cho tôi. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và tạm biệt.